YouTube của mình. Thì như Thúc biết ở trang, hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn làm nail extension ở nhà. Hiện tại bây giờ Toronto cũng như một số tỉnh Việt Nam thì cũng bị giãn cách xã hội như ở đây, thì tất cả tiệm nail đều đóng cửa, mọi người không biết phải làm gì và đi đâu để làm được cho mình bộ nail như ý. Thì hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn làm nail extension tại nhà và đảm bảo là nó cũng sẽ đẹp như là ở ngoài tiệm vậy đó. Vậy chúng ta cùng bắt đầu luôn ha. Thì đầu tiên các bạn phải có những móng cần thiết như là móng giả. Thì tiếp theo là gel, các bạn phải có gel, bí và màu theo ý muốn của mình, cọ để đắp gel. Thì điều đầu tiên mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là mình có thể giúp cho các bạn là một bộ nail extension như ý muốn, nhưng mà để về độ last long như mình các thợ chuyên nghiệp professional người ta làm á thì nó sẽ không có được như vậy. Bởi vì ở đây mình sẽ ưu tiên cho các bạn là chưa từng dùng tới máy chạy. Thì hôm nay mình sẽ bỏ cái vấn đề này ha, mình sẽ làm theo một cách khác, basic hơn và dễ làm hơn. Thì ở đây mình có hai loại, một loại là móng chip sẵn của người ta là móng vuông, thì các bạn có thể cắt rồi sau đó dũa. Còn một cái mà tiện hơn nữa là như mình ban đầu mình đã xác định là mình sẽ làm móng coffin, là cái móng mà giống như người ta nói là móng quan tài ấy. Thì mình sẽ mua cái loại móng này là clear luôn. Thì đó, chỉ cần bỏ lên tay dán và cắt theo cái đồ dài của mình mong muốn. Thì bước đầu tiên mình muốn nói là các bạn phải dũa móng thật của mình cho thật là sát. Bởi vì á, trong cái lúc quá trình mình làm, các bạn chưa cái quen ấy, sẽ dán móng không có đúng với cái phao tay, rồi mình gỡ ra nó sẽ rất là đau. Cho nên á, là để cho an toàn thì các bạn phải làm cho móng thật của mình thật là ngắn lại. Thì mình mới vừa gỡ bộ móng vừa rồi của mình ra cho nên tay bung bát hết trơn à. Hy sinh vì nghệ thuật. Thì ok, sau khi dũa xong các bạn dùng bút phở dậy để đánh sát vào cái cuticle. Thì các bạn không được để chừa một chỗ nào hết, phải đánh nhám tất cả. Bởi vì nếu như các bạn để chừa những chỗ đó thì lát sau mình đắp treo lên nó sẽ không có ăn và rất là dễ bung ha. Thường thường mình làm mình sẽ đeo khẩu trang, bởi vì cái bụi này lan rất là dễ làm cho nhảy mũi và ho. Please wear your mask, just wear a mask, just wear a mask, it's easy, it's simple. Lau lại cho thật là sạch bụi nè, kiểm tra hết lại tất cả ngóc ngách à, thực sự là đã có đánh nhám chưa. Theo cây tiếp theo mình dùng ở đây là dùng keo dán móng, các bạn có thể mua bất cứ loại nào trên thị trường. Thì đầu tiên mình phải đo móng, không được dư quá và cũng không được thiếu quá. Này, nhìn hai bên hông. Đầu tiên các bạn bóp treo lượng vừa phải để chân móng như thế này. Không được nhiều quá nha, nhiều quá khi các bạn đặt móng lên nó sẽ bị chảy qua hai bên. Còn nếu như ít quá thì nó sẽ thiếu. Thì một giọt nước nhỏ chầm nằm trên ngón tay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ụp xuống. Giữ trong đó vài giây. Cũng như vậy, phải nhìn hai bên cho thật là kỹ, sau đó đặt vào. Nhưng mà khi các bạn tự làm ấy, nhiều lúc cứ để lên như vậy nè, mình sẽ không biết được là nó cái thẳng hay là không, sẽ rất là khó cho cái việc chỉnh sau này. Bởi nên để thẳng như thế này, móng tay của mình nó cũng nhỏ cho nên là rất là dễ tìm số. Nhưng mà có một số bạn thì ví dụ như cây số 6 này nó quá nhỏ so với móng này, mà cái số 5 thì nó lại quá to, thì mình phải dùng dũa để mình dũa hai cái bên góc này. Thường thì ngón trỏ và ngón nhẵn nó sẽ là hai số giống nhau. Ok, mình đã có 5 ngón tay dài như ý muốn rồi. Meow. Tiếp theo là các bạn phải có nail cắt chuyên dụng, hoặc nếu không thì các bạn có thể dùng kéo cắt vừa phải thôi, không có quá dài ha, cũng để làm việc nữa. Ngón cái để bấm phone thì cắt ngắn lại một tí. Thì bây giờ mình dũa theo ý muốn của mình này ha. Có móng tay dài đó đỡ hàng hẳn luôn ấy các bạn. Tiếp theo là các bạn phải bóc phờ cho cái đường lai giữa cái móng giả và móng thật của mình nó nằm xuống với nhau luôn, càng nhám càng tốt. Móng tay quá, một cái nhỏ này đánh cho nó nhanh nè.
bây giờ phủi vết bụi coi, kiểm tra. Tiếp theo mình cho bê lên. Trên thị trường có hai loại bê, là một loại là bê trong hũ. Trong hũ như loại bên loại treo này, còn một loại khác thì nó sẽ nằm trong cái loại như thế này. Ở đây mình có là trong hũ thôi, thì tùy các bạn có thể mua loại trong chai thì nó sẽ dễ quét hơn. Còn với mình thì mình có sẵn cái thứ gì thì mình dùng thứ đó. Thì đầu tiên các bạn làm bất cứ việc gì cũng vậy, cả treo si lát màu hay là làm móng giả thì cũng cần phải có base lens. Thì đây, khi các bạn sơn, để ý là sơn từ từ và không quá sát cuticle. Bởi vì khi mà sát như vậy, móng mọc ra nó sẽ rất là dễ liếc. Ok, thì làm từ từ, bởi vì đã xác định là làm móng như thế này thì nó sẽ rất là take time. Cho nên là thôi mình cứ làm từ từ ha, cho nó chắc. Và những bạn mà mới lần đầu làm không có control được cái lượng gel hay là độ lỏng, độ dày á, thì chúng ta có thể làm hai ngón thôi rồi bỏ màu đèn ha, để tránh cho việc mà những cái chai này nó bị kẹo lại thì không được để trước cái đèn UV như thế này nha các bạn. Ok, các bạn cần phải có cọ thì mua ở supply hàng năm được, lấy một lượng vừa phải thôi. Nếu như mỏng quá thì chúng ta có thể sơn thêm một lớp nữa. Chứ mà những bạn newbie không chưa biết control được cái lượng gel mình đưa lên thì làm dày quá, lát đưa vô đàn là mình khó sửa lắm. Ở đây mình đã xác định sẵn trong đầu mình những cái màu và cái kiểu design mình thích. Thì ở đây mình sẽ bỏ bướm 3D, cho nên là ngay cái lúc đầu gel thì mình sẽ bỏ bướm lên luôn. Kiểm tra lại coi gel nó có bị chảy ra ngoài nhiều quá không trước khi vào đàn, chứ nếu như không thì lát chúng ta sẽ rất là khó sửa. Lát mình sẽ dũa lại sao, cho nên các bạn đừng lo là ồ sao bỏ treo lên nó mất shape như thế. Chưa xong mà đã thấy đẹp, vì nhìn cái móng nó rất là sang, cái dãnh dãnh như nè. Beautiful. Glitter. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa các bạn. Nếu như các bạn mà để móng tay dài hơn cái độ dài mình đang có thì các bạn phải bỏ thêm đâu tầm hai lần treo nữa thì mới mong là nó sẽ không gãy. Đem vào đèn. So beautiful. Coi lại cái shape của mình, những chỗ nào mình cần nhũa lại. Tiếp theo là các bạn phải chà nó lại để cho nó có thể mướt, sau đó mình có thể bỏ màu theo ý muốn của mình. Buffer nó lại ha. Không cần chạy máy cũng có được bộ nail ưng ý luôn. Tôi làm xong video này là coi như là tôi mắc khách luôn đó. Này nhà nó làm hết rồi. Xong, hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ có màu bỏ lên nữa thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn màu vàng ha. Để sơn thì các bạn cũng như bỏ treo lúc nãy, không có quá gần cuticle. Bởi vì có nhiều người ta thích là càng gần thì nhìn nó sẽ lau ra móng hơn. Nhưng mà người ta không biết là nó quá gần như vậy thì khi mà móng mập ra nó rất là nhanh bị hở. Thứ hai, ở ngón này mình sẽ vẽ con mẫu mình cũng đơn giản vào bông cúc. Thì cái này đang làm mưa làm gió rồi, một cái mùa hè này nè, vô đèn phơi ha. Ok, yeah. Tiếp theo là bỏ thuốc khúc. Đây, thuốc khúc thì bỏ thuốc khúc lên cho nó bảo vệ được cái lớp sơn của mình ha. Chắc làm tự ở nhà thì đâu đó nó vẫn còn tự nhiên, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có thể tự làm được một bộ nail mà không cần phải ra tiệm, đúng không? Cái check hết lại trong màu đèn ha. Mình muốn chỉnh sửa một tí. Đây, của hai bên hông nhẹ thôi, không nó cắt màu xinh đẹp luôn mấy bạn ơi. Ok, vậy là mình đã xong. Các bạn thấy như thế nào, có thích không? Oh yes. Đây là mẫu này mình cảm thấy là đơn giản và dễ làm, nhất là cái hoa cúc này thì rất là dễ làm luôn. Mình biết là tay này thì có thể làm dễ nhưng mà rất khó của bên tay này, cho nên nó sẽ rất là take time hơn. Okay, to jump on your camera. Thank you.
Và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về những basic nhất khi làm nail. Thì nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì hãy like và cho mình một nút đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Và đây là thành quả nail của mình. Can I get a little bit juice? Enjoy while I'm cooking, bro.